xin thân ái kính chào quý khán thính giả của Thái Bình TV Online. Thưa quý vị, bây giờ Thúy Hiền xin gửi đến quý vị những cái tin tức sinh hoạt cộng đồng của thành phố Seattle để quý vị có thể theo dõi hoặc là tham gia. Tin đầu tiên là lễ ra mắt tân ban chấp hành Hội Không quân Việt Nam Cộng Hòa, tiểu bang Washington. Thưa quý vị, Hội Không quân Việt Nam Cộng Hòa tiểu bang Washington sẽ tổ chức vào ngày thứ Bảy 26 tháng 5 2012 từ 6 giờ cho đến 6 giờ chiều cho đến 11 giờ tối tại nhà hàng Venus Sao Mai 7101 Martin Luther King Junior Way South Seattle Washington 98108, và vé vào cửa là 25 đồng một người. Thưa quý vị, không bán vé nhưng xin quý vị liên lạc với Không quân Mỹ 253-951-2129 hoặc Không quân Hồng 206-852-9952 để giữ chỗ trước. Để tiện việc sắp xếp với nhà hàng thì xin quý vị vui lòng liên lạc với ban tổ chức trước ngày thứ Tư 16 tháng 5 để giữ chỗ. Thành thật cảm ơn. Và đây là khóa tu mùa xuân tại chùa Dược Sư. Từ ngày 26 tháng 5 năm 2012 cho đến ngày 28 tháng 5 2012, chùa Dược Sư sẽ tổ chức khóa tu vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 26 tháng 5 và hoàn mãn vào lúc 2 giờ 30 chiều thứ Hai ngày 28 tháng 5. Nếu mà chư Phật tử, chư đồng hương mà muốn tham gia khóa tu thì xin liên lạc về văn phòng chùa Dược Sư để biết thêm chi tiết. Chùa Dược Sư số phone là 206-725-1070, thưa quý vị. Và đây là hội tương trợ lực lượng cảnh sát quốc gia tại tiểu bang Washington sẽ tổ chức kỷ niệm ngày cảnh lực. Ngày 1 tháng 6 là ngày truyền thống của cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, thì vào đúng 6 giờ chiều ngày thứ Sáu mùng 1 tháng 6 năm 2012 tại Venus Restaurant số 7101 Martin Luther King South Seattle Washington 98118 trong khu phố Phước Lộc Thọ. Nếu quý vị nào có muốn tham gia thì xin quý vị vui lòng liên lạc đến ông Trần Đờn 206-988-6680 hoặc 206-399-6690, Nguyễn Kim Loan 206-760-0763 hoặc 206-802-5905, Phan Uy Nghi 206-235-4487, ông Nguyễn Văn Hay 206-383-3077, ông Nguyễn Hữu Ký 206-432-0183. Thưa quý vị, đây là tin xổ số xây dựng nhà Chúa. Giáo xứ Việt Nam tại Seattle sẽ tổ chức xổ số xây dựng nhà Chúa vào ngày rước kiệu Đức Mẹ thứ Bảy 26 tháng 5 2012 vào khoảng 8 giờ tối sau thánh lễ trong buổi rước kiệu. Cuộc xổ số nhằm tạo thêm ngân sách cho quỹ xây dựng để giáo xứ sớm đạt được việc tậu cơ sở mới. Thì nếu quý vị nào có muốn liên lạc với ban tổ chức xổ số thì xin vui lòng liên lạc với ông Nguyễn An Quý 206-417-8332, ông Thái 206-328-6343, bà Tươi 206-723-3257, bà Dung 206-303-0558. Và vé ủng hộ là 5 đồng với lại nhiều lô chúng có giá trị, thưa quý vị. Đây là lễ kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 2012. Ban tổ chức quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ tổ chức ngày 19 tháng 6 2012 vào ngày thứ Bảy 16 tháng 6 năm 2012 từ 11 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều tại trường tiểu học Bailey Geyser số 1301 East Chandler Way, Seattle, Washington 98122. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc với lại ông Nguyễn Ngọc Chuyên
425-773-1721, ông Nguyễn Văn Tư 425-268-5499, ông Nguyễn Đồng Duy 425-501-8615, ông Văn Sáng 206-444-0782. Thưa quý vị, đó là tất cả tin sinh hoạt cộng đồng của thành phố Seattle. Thưa quý vị, và sau đây tôi xin gửi đến quý vị tin tử vi hàng tuần đó quý vị, hấp dẫn lắm nha quý vị. Quý vị nào mà có quý vị nào mà chuỗi tuổi con chuột đó thì nên cẩn thận nha. Cái này chỉ là đọc, Tú Yên chỉ đọc tử vi là chung chung thôi. Nếu mà quý vị có những cái sự lo lắng hay cái gì thì xin quý vị cũng đừng có quá lo, vì đây chỉ là tử vi thôi. Thì quý vị chuột cẩn thận công việc, bạn cần phải cẩn thận hơn vì một chút sơ sót có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Sức khỏe, bạn có nguy cơ bị bệnh do thời tiết thay đổi. Vì vậy bạn cần lưu ý ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc để có đủ sức nếu bạn muốn vượt qua những trở ngại về sức khỏe. Về quý vị tuổi Châu thì Châu cố gắng, quý vị tuần này nên cố gắng đó nha. Cuộc sống, bạn nên thận trọng trước những lời nói ngọt ngào. Đôi khi sự quá tin người và lòng tốt của bạn sẽ bị lợi dụng. Đồng thời bạn cũng cần cẩn thận khi đi ra ngoài, nhớ nha quý vị, cẩn thận đó. Gia đình, bạn cố gắng dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình. Những bữa cơm với gia đình luôn mang lại không khí đầm ấm và niềm hạnh phúc. Còn đây là tuổi Cọp nè. Quý vị nào mà tuổi Dần á, thì đó may mắn trong tuần này đó nha quý vị. Xin chúc mừng quý vị đó. Công việc, đây là một tuần rất may mắn cho những người tuổi Dần. Mọi chuyện trở nên thuận lợi, giúp bạn hoàn thành công việc một cách dễ dàng. Dù vậy, bạn cũng đừng quá ỷ lại vào sự may mắn. Tài chính, nguồn thu nhập của bạn tăng lên nhờ sự hưởng sự may mắn hoặc nhận được một khoản tiền bất ngờ. Đây là cho quý vị tuổi Mão, tuổi Mèo đó quý vị. Mèo suôn sẻ. Công việc, một tuần rất tốt và suôn sẻ. Bạn làm được rất nhiều chuyện. Hãy tự thưởng cho bản thân một món quà nhỏ. Bạn bè, bạn nên thận trọng trong những lời nói của mình để tránh xảy ra sự hiểu lầm không đáng có. Quý vị nhớ nha. Và đây là quý vị tuổi Thìn, tuổi Rồng, Rồng suy nghĩ. Không biết suy nghĩ cái gì đây, thưa quý vị. Cuộc sống, đây là thời điểm của những khởi đầu. Nếu có dự định gì, bạn nên thực hiện ngay lúc này nha. Công việc, nếu bạn phải đưa ra một quyết định quan trọng, nhớ cẩn thận và suy nghĩ thật kỹ lưỡng nhé. Và đây là cho quý vị tuổi Rắn. Rắn thận trọng tuổi Tỵ đó quý vị. Công việc, nếu đang dự tính bắt tay vào những công việc mới mẻ, bạn nên thận trọng và tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm trước nhé. Còn về tình yêu nè, chuyện tình cảm của bạn không có gì đặc biệt trong tuần này. Ngoại trừ tình yêu của cả hai đang lớn dần và bền vững theo thời gian. Wow. Good. Ngựa cởi mở nè, cho quý vị tuổi Ngọ. Cuộc sống, càng gặp nhiều người, bạn càng có thêm kinh nghiệm và lợi ích về sau này. Vì vậy hãy cố gắng sống cởi mở hơn một chút. Tài chính thì những khoản đầu tư tài chính ở thời điểm này đều mang lại cho bạn lợi nhuận lớn. Như vậy cũng vui quá hả quý vị tuổi Ngọ ơi. Đây là cho quý vị tuổi Dê. Có cơ hội, Dê có cơ hội nha quý vị. Cuộc sống, những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Bạn hãy thực hiện những gì mình muốn để biến ước mơ thành sự thật. Về công việc thì công việc suôn sẻ, sự nghiệp tiến triển, nhiều cơ hội tốt sẽ đến với bạn. Hãy chuẩn bị tinh thần để nắm lấy nhé. Đây cho quý vị tuổi Khỉ, là tuổi Thân đó quý vị. Khỉ sáng suốt. Cuộc sống thì đừng để cách cư xử ảnh hưởng đến những mối quan hệ mình đã dày công tạo dựng. Tập trung vào công việc của mình sẽ mang lại kết quả tốt hơn. Công việc thì bạn đang đầy nhiệt huyết và sẵn sàng vượt qua bất kỳ trở ngại nào. Một quyết định sáng suốt trong tuần này sẽ giúp bạn có thêm một khoản tiền. Wow, cũng là tin vui đó nha quý vị. Gà tự tin, tuổi Dậu đó. Thưa quý vị, ở công việc thì bạn đang có một chút mơ hồ
và không rõ tương lai sẽ đi về đâu. Tuy nhiên, bạn nên dẹp bỏ những suy nghĩ đó sang một bên. Sự tự tin và những gì đang thể hiện sẽ sớm mang lại thành công cho bạn. Còn về tài chính thì bạn cố gắng kiềm chế sở thích mua sắm của mình vì điều đó đang làm bạn hao tốn rất nhiều tiền. Thưa quý vị, và đây là chó bực bội. Không biết bực bội chuyện gì. Đây là cho quý vị tự tức đó. Về tình yêu, bạn luôn biến những điều nhỏ nhặt thành sự việc nghiêm trọng. Đó là lý do khiến hai bạn thường xuyên cự cãi. Về công việc thì bạn sẽ có chút bực bội vì bạn biết được một vài người nói xấu sau lưng bạn. Tuy nhiên, bạn cố gắng giữ bình tĩnh để mọi chuyện được tốt hơn. Quý vị nhớ nha, nhớ giữ bình tĩnh nha. Còn đây là cho heo kiềm chế. Heo là cho quý vị tuổi hợi đó, thưa quý vị. Về gia đình, vợ chồng bạn có nguy cơ cự cãi. Vì vậy, bạn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để sự việc không trở nên tồi tệ. Còn về công việc, bạn cố gắng cẩn thận trong khi giao tiếp cũng như trong những lời nói sẽ giúp bạn tránh được những tình huống khó xử. Thưa quý vị, đó là tất cả 12 con giáp mà quý vị vừa mới nghe Tú Uyên nói trong cái tử vi hàng tuần này. Thì quý vị nào mà có những cái may mắn hay là những cái cần phải cẩn thận thì quý vị cũng nên lưu ý. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây Tú Uyên sẽ gửi đến quý vị những cái show chương trình ca nhạc cuối tuần để quý vị có rảnh rỗi vào cuối tuần thì quý vị có thể đến tham gia với bạn bè hay là gia đình của mình. Cái show đầu tiên Tú Uyên muốn gửi đến quý vị đó là show của nhạc sĩ của ca sĩ Lâm Mai Phương với chủ đề là Tạ Tình, sẽ được diễn ra vào ngày thứ bảy mùng 6 tháng 2 xin lỗi quý vị, vào ngày mùng 2 tháng 6 2012 ở tại T-Palace, địa chỉ là 2828 Sunset, Renton, Washington 98056. Thành phần âm nhạc thì gồm có Dư Quốc Cường, Philip Long và Sunny Phạm. Còn về âm thanh có Việt Cường và Đo Open là lúc 7 giờ chiều. Thì showtime bắt đầu 8 giờ 30 cho đến 12 giờ 30 tối. Thì mỗi cái vé ticket là 15 đô. Xin quý vị liên lạc với ca sĩ Lâm Mai Hương ở số phone 206-403-7390 và vé thì có bán trước tại công ty Hòa Phát. Xin gọi Bích Thùy 206-335-7570 và người đẹp Bình Dương thì xin gọi Hồng 206-726-0782. Thưa quý vị, đó là số nhạc của ca sĩ Lâm Mai Hương. Thì xin quý vị đến để ủng hộ cho ca sĩ Lâm Mai Hương trong cái show nhạc Tạ Tình này. Còn ở bên Mangosuth thì cũng có cái show ca nhạc vào ngày Chủ nhật 27 tháng 5 2012. Đó là cái live show của ca sĩ Tuấn Hưng từ bên Việt Nam qua, thưa quý vị. Và cũng có thêm các ca sĩ là Bích Thảo, ca sĩ Nguyệt Anh, ca sĩ Hà Thanh Thúy và ca sĩ Bảo Ngọc. Thì cái live show này là vào cửa tự do. Thì quý vị có thể liên lạc với ban tổ chức là 425-344-4570. Show nhạc sẽ diễn ra là từ 8 giờ chiều, 8 giờ tối cho đến 1 giờ sáng, thưa quý vị. Và đến đây là show ca nhạc ở trên Tulip Casino. Ở đây cái chủ đề của ca nhạc là Memorial Day. Thì thành phần ca sĩ gồm có các ca sĩ bên Cali là ca sĩ Nguyễn Hưng, ca sĩ Lưu Bích, ca sĩ Minh Hiếu, ca sĩ Carol Kim và ca sĩ Hữu Nghiêm. Ngoài ra còn có hai danh hài đó là Lê Tính và Bảo Quốc, thưa quý vị. Sẽ diễn ra vào ngày thứ hai 28 tháng 5 tại Tulip Casino 10200 Quesada Boulevard Tulip Washington 98271, vào cửa tự do và showtime sẽ bắt đầu từ 8 giờ cho đến 12 giờ tối. Nếu mà quý vị có muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc đến 206-356-0351. Thưa quý vị, đó là tất cả các show ca nhạc mà tôi muốn gửi đến quý vị để quý vị có thể rảnh rỗi cuối tuần đi tham dự cùng với bạn bè hay gia đình để giải trí. Cảm ơn mọi sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Và xin chúc quý vị một tuần lễ thật là vui và nhiều hạnh phúc. Quý vị xin chào, cảm ơn tất cả quý vị.
Xin chào tạm biệt quý vị.